chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn cách dăm cành hồng theo kiểu rất là kỳ lạ mà thành công 100%. Các bạn nhìn thấy trong màn hình đó là Quỳnh Mai có 10 chậu hoa hồng đã mọc tươi tốt rồi các bạn. Từ phương pháp dăm cành kỳ lạ của người bạn truyền cho mình, các bạn nghe nói cách dăm cành kỳ lạ thì chắc là thắc mắc kỳ lạ như thế nào, thì Quỳnh Mai xin chia sẻ là cách dăm cành đó là khi mùa đông đến, lúc đó là tháng 11, 12, lúc đó là trời đã lạnh, cây cối đã rụng lá hết rồi các bạn, thì hoa hồng lúc đó nhiệt độ xuống thấp nhưng mà nó chưa rụng lá, nhưng mà cũng là lúc người ta trim cành bỏ, trim cành bỏ cho cái gốc nó thấp xuống, thì người bạn của mình gọi nói là muốn trồng hoa hồng không thì lại lấy cành về mà dăm. Thì mình rất là ngạc nhiên, mình nói thời tiết lạnh vậy làm sao mà dăm cành nó ra rễ nó sống được. Thì người bạn mình nói vậy mà nó sống được đó. Nhiều người đã nghe theo lời của người bạn mình và làm rất là thành công. Mình nghe vậy mình cũng nghi ngờ, không biết thành công hay không, nhưng mà kệ, người bạn mình có nhiều giống hoa hồng rất là đẹp các bạn, đủ màu hết, của David rồi của những cái hiệu khác. Thì mình cũng chạy lại khi trim cái mình gom về một mớ, rồi người bạn của mình dặn là nên cắt những cái cành nó ra nhỏ nhỏ cỡ 2-3 tấc đó. Các bạn nhìn thấy mình đã cắt ngắn như thế này, mình cũng cắt ngắn cỡ 2 tấc đó, các bạn nhìn thấy 2 tấc hết rồi. Trim lá cho nó chỉ chừa lại là 2-3 lá trên đầu thôi. Lúc đó mùa đông rất là lạnh các bạn, nhiệt độ 40 độ F, mình cũng không có tin tưởng gì. Mình cắt rồi mình ghim lại vô trong thùng đó, các bạn nhìn thấy có đoạn mình cắt có 1 tấc nhưng mà không ngờ lại thành công mỹ mãn các bạn. Nó lạnh mà nó vẫn xanh, cái cọng nó vẫn xanh, lá nó rụng hết trơn. Mình ra thăm mùa đông có tuyết mà lá nó rụng hết trơn mà cành vẫn còn xanh tươi luôn các bạn đó. Các bạn nhìn thấy mình đang ghim ở trong thùng đó, rồi qua mùa xuân như bây giờ nó lại lên các bạn, thiệt là thành công ngoài sức tưởng tượng luôn. Mình bây giờ đã 10 chậu đó rồi mà còn trong cái thùng này cũng còn là 10 cây đó, các bạn nhìn thấy không? Ghim ngay cắt cành, ghim ngay mùa đông luôn, tháng 11, tháng 12 lạnh vậy, đất lạnh luôn, nó rụng lá, mình ghim cái cành, mình cắt cành ghim xuống rụng lá mà nó vẫn ra rễ. Và mùa xuân nó lại lên nè các bạn, nó lên hùng mạnh luôn nè, các bạn nhìn thấy thôi cái lá nó nè, thành công quá trình luôn. Nên các bạn thử làm thử theo phương pháp này. Nhà người bạn nào mà tới mùa đông trim mà có hoa đẹp đó, các bạn cứ lại gom những cành mà người ta cắt người ta bỏ đó,
mình đem về mình ghim thì mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền đó các bạn. Một chậu này ở Alo hoặc Cua Mạc bán cũng ít nhất là 15 đô đó các bạn. Đó mà mình chọn được bông đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ vô chậu dưỡng nó cho nó mạnh rồi mới đem xuống đất nha bạn. Đây như cái đoạn này, cái cây này không tới một tấc nữa mà nó lên hùng mạnh luôn, để mình bước lên cho các bạn coi. Đó. Đó các bạn, nó rất là hùng mạnh. Mình sẽ đem vô chậu mình trồng đó, mình bứng lên nè các bạn. Đó nó là rễ, các bạn nhìn thấy không? Đó nó là rễ rồi đó các bạn. Để mình ấy là gần đó, nó ra rễ rồi đó, rất là sướng luôn. Mình mùa đông mình cắt khúc khúc rồi mình cặm nó xuống, không phân hướng gì hết mà nó vẫn ra rễ, rồi mình mùa xuân cái mình bứng ra trồng. Rồi mình bỏ vô mình trồng nha các bạn. Thành công 100% luôn các bạn ơi. Cái cây này mình nghĩ là cây David màu hồng lạc đó bạn. Rồi mình bứng tiếp theo một cây nữa nha các bạn. Đó, cái cây này có một tấc mà nó lại sống chứ. Đó. Bứng lên cho các bạn xem nè, ở phía dưới nó có rễ trong cục đất này nè các bạn. Hai cây rồi đó. Rồi mình sẽ bứng cây này. Tiết kiệm rất là nhiều tiền mà được màu ưng ý đó các bạn. Mình dở lên cho các bạn xem nó có rễ rồi đó. Đó nó có rễ ở dưới này nè các bạn. Đó rễ của nó ở dưới này nè, màu trắng đó các bạn thấy không, nó ra rễ. Vậy là nó sống rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ đem vào trồng trong chậu. Rồi cái cây này chỉ một tấc thôi, nó cũng lên cái nhánh chỉ có một tấc thôi.
Nó rễ nhiều ghê luôn nè các bạn. Chỉ có một tấc mà nó ra rễ nhiều ghê luôn. Rồi mình sẽ đem trồng vô. Vậy là được 4 cây nữa các bạn. Vậy là được 4 cây. Vậy là mình đã lấy ra khỏi thùng ương thêm 4 cây nữa nè các bạn. Đó. Trong này có hồng David, hồng leo, đủ thứ loại hồng hết, đủ loại màu. Đó. Bây giờ mình có 14 thùng các bạn, 14 chậu hồng mới dâm cành theo phương pháp của người bạn. Đó, các bạn nhìn xem. Nhỏ xíu, chỉ có một tấc mà mình cũng dâm nó lên nữa đó các bạn. Đó. Đây. Và khi mà các bạn vô chậu rồi thì các bạn rưới cho nó một chút xíu phân xốp tốt loại này các bạn, để mình giới thiệu với các bạn. Đó, khi các bạn ra rồi thì các bạn lấy cái phân loại này rắc cho nó một chút xíu để cho nó tốt các bạn. Đây, một cây, hai cây, một tấc mà cũng lên cây nữa. Và 10 chậu. Giúp cho các bạn xem sự thành công của mình. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc, bình an. Nhớ ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ với bạn bè và người thân để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.